Ờ uh, alo, xin chào các bạn, chào các bạn đến kênh YouTube của P82 Tech và trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn một chút mẹo nhỏ để xử lý về cái uh, bộ nhớ ổ cứng sau khi mình update driver Nvidia thì đây có thể mọi người thấy đây là bộ nhớ ổ cứng của mình này và cái driver Nvidia mình mới update cái bản mới sáng nay xong đó thì mọi người thấy thấy này. GeForce 4 Ready Driver đó, version 158 Really ở 10 tháng 8 nó sẽ ghi ở tháng trước ngày sau thì sau khi mà chúng ta để ý khi mà chúng ta update ý, thì nó phần tải xuống tải xuống rồi nó mới chạy update giải nén thì uh, sau nhiều lần như vậy thì có thể mọi nhớ chúng ta sẽ tốn khá khá để mở giải nén cái này chết chúng ta vào C này hoặc là vào, vào Win chúng ta cài ổ hệ thống với nào chúng ta vào cái đó nhá ổ C này chúng ta bật ẩn hiện thư mục ẩn lên nó sẽ program data cách hiện thì chúng ta vào view này uh, hidden items đó nếu ta tắt đi thì nó sẽ không hiện nữa bởi nó thư mục ẩn nó sẽ bật lên rồi một số người người ta bảo một số người người ta kiểu không biết ý, người ta cứ cho thư mục ẩn là virus mà thực ra là không phải đâu mà nó chính là những cái mục ẩn trong hệ thống máy tính ý những cái mục này chúng ta không nên tùy tiện xóa file cái thứ mà khi mà chúng ta xóa chúng ta cần phải có một chút chuyên môn nhé bởi vì nếu chúng ta xóa nhầm thì có thể nó sẽ không khởi động được máy nữa đó cho C này program data này Nvidia Copilot này cho chúng ta chọn character này đó thì đây là những cái driver mà nó đã download về để xem này đó đấy y hệt những file exe chúng ta tải từ trang trụ nó về đó. <laughs> đối với bạn nào mà làm cách là Tại update bằng cách download từ trang chủ về bằng trình duyệt thì chúng ta sẽ không phải làm công đoạn này. Tuy nhiên đối với những người mà chúng ta làm chẳng như check for update xong rồi download thẳng từ app này về thì chúng ta cần phải làm công đoạn này để giải phóng chút bộ nhớ. Đây. Đó. Cái này nữa nè. Bởi vì những cái file này sau khi cài đặt xong ý, thì nó sẽ lưu vào trong hệ thống driver Và chúng ta không còn giữ nó nữa. Đó. ba file này file này 700 mb này uh, file này 100 m này file này cũng 700 mb này đó khi mà chúng ta xóa ba file này chúng ta sẽ giải phóng 1.52 GB đó khi đối với những người không biết thì khi chúng ta tích lũy lại nhiều lần update thì chúng ta sẽ trách lại chúng ta sẽ có khá nhiều dung lượng tiêu tốn thì uh, nên mình sẽ xóa bài nhé để tối ưu dung lượng đó mọi người thấy sau khi xóa xong ý, thì đây Mình đã tiết kiệm được khoảng 1,5, 1,6GB Tiểu C mình còn chống khoảng 66,9GB này Đó Ngoài <laughs> ra có một cái nữa mà mọi người có thể uh, để ý khi chúng ta chạy run này chúng ta chạy phần trăm tem phần trăm đó đây là những cái tiệm của những tiệm rác nó sẽ lưu vào trong máy khi mà chúng ta hoạt động sẽ uh, check property đó sẽ tốn đến uh, 485 MB chúng ta ch chọn các A là, là cho toàn bộ nhé sau ship đeo là xóa vĩnh viễn để không vào thùng rác nữa đeo là chỉ vào thùng rác còn ship đeo là nghĩa là xóa vĩnh viễn luôn đó những tiền nào không xóa được như vậy thì chúng ta phải hủy skip nhé rồi ok 10,4 MB Nó 66,9 mê Tiếp theo chúng ta check cả mục tem nhé Sẽ có hai mục là phần 20, phần tem và tem Người lưu lóc là khá rất nhiều Cái này cũng tốn không đáng kể rồi Tuy nhiên chúng ta dọn dẹp được cái gì thì chúng ta cứ dọn dẹp Cho mày nó nhẹ Rồi ok Sao dọn dẹp xong lại còn Dư ít hơn vậy sao ta <laughs> Chúng ta sẽ chọn, chọn uh, chỉnh dọn đĩa, cái này chắc mọi người biết rồi Clean Miniature, Clean Mgr uh, Tick Clean up Đó Đó là chúng ta sẽ chạy chọn dọn các cái ổ mà chúng ta vừa hoạt động. Đây, khi mà chúng ta chọn chúng ta sẽ chú ý là chúng ta sẽ bỏ chọn thùng rác nhé. Chúng ta sẽ chọn các mục bỏ chọn thùng rác. Bởi thùng rác có thể file gì chúng ta quan trọng, nó cần khôi phục lại. Còn ngoài ra tất cả các mục mọi người chọn cho mình nha. Đó. Chú ý là mọi người nếu như ai có cái biểu tượng download file đang mũi tên quay xuống chúng ta nên cân nhắc là không chọn cái đấy nhé bởi vì sợ xóa file quan trọng đây những cái này chúng ta, đừng load, chúng ta nên cân nhắc không chọn theo lốt chúng ta nên cân nhắc thùng rác này và theo program file này đó những file đó chúng ta không nên xóa để đề phòng mất dựa quan trọng thì sau khi chúng ta chạy cái này chúng ta sẽ dọn dẹp được một phẩy bảy bốn sáu bảy phẩy chín đi đó nhìn chung là quy công đoạn dọn file chữ sơ cua trên máy tính rất là đơn giản đúng không thì đây là video mình nói một chút về dọn file update ở Nvidia sau khi update driver và dọn dẹp một số file trên máy tính để mọi người thể tiết kiệm được một chút dung lượng trên máy đấy mọi người kể đợi cái này chạy xong là xong thì cái mọi người xem video mình vậy nhớ bấm like subscribe để hộ kênh mình nhé